Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10 tháng 10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu tác động của khối không khí lạnh và khô khiến nền nhiệt giảm nhẹ so với một ngày trước. Thời tiết khu vực chuyển lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Tại vùng núi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ C, trời chuyển rét. Đây là mức nhiệt thấp nhất ở khu vực kể từ đầu mùa. Lưu ý, một số khu vực núi cao có thể rét sâu dưới 16 độ. Trong khi đó, miền Trung bắt đầu một đợt mưa dông kéo dài nhiều ngày. Trong ngày 10 tháng 10, lượng mưa ở nhiều nơi dao động từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 100 mm chỉ trong 24 giờ. Tình trạng này xuất hiện chủ yếu ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Từ đêm ngày 10 tháng 10, mưa dông mở rộng ra các khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Các khu vực này có nguy cơ hứng chịu một đợt mưa dồn dập trong những ngày tới. Từ ngày 11 đến ngày 14, tổng lượng mưa có thể đạt 100 đến 300 mm. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các khu vực vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi. Về áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Koinu, trong ngày hôm nay hình thái này tiếp tục suy yếu dần thành vùng áp thấp nhiệt đới trên đảo Hải Nam Trung Quốc và tan dần. Tuy nhiên, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến vịnh Bắc Bộ vẫn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2 đến 3 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trên các khu vực đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.